Hello, xin chào bạn, mình là Vô Việt và trong clip này mình sẽ trở lại vị tướng Nagroth theo cầu rất rất nhiều anh em trong những ngày vừa qua. Là một vị tướng thần rừng cho Đánh Quân Mobile và đã rất lâu rồi không hề có thay đổi sức mạnh gì cả. Rất nhiều anh em fan vị tướng Nagroth có một ước mơ nhỏ nhoi đến ngày nào đó bỗng dưng vị tướng này được tăng sức mạnh. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì điều đó vẫn chưa xảy ra nhá. Thậm chí thì những món đồ đi rừng của Nagroth như Leviathan, áo choàng băng giá và thương long lớt có thay đổi sức mạnh, đặc biệt là hai món đồ giảm sức mạnh của cái thương long nớt thì chuyển từ 150 giáp thành 400 máu tối đa. Rồi, không ăn được con rồng chạy mất rồi, về thôi anh em ơi. Superman đã đến kìa, con giao tranh này. Ngoài của em phát đẩy rất tốt, thì Superman đã yếu máu mất rồi. Ok, tè, đã được mạng ở lái rồi anh em ơi. Đừng ham, Superman đừng ham. Trời, anh xịp đỏ anh làm gì vậy? Không hiểu luôn anh em ơi. Một phát gọi là đập mặt vào dãy núi đôi bà tưng của em theo lát và sấp mặt. À không, có cả ông già Izzy nữa. Giấc mơ anh em tưởng như là sẽ không thành hiện thực mãi mãi, nhưng mà lại có một cái thông tin rất tuyệt vời cho anh em. Trong phiên bản tiếp theo, dự kiến sẽ có thay đổi sức mạnh cho vị tướng Nagroth. Mà chuẩn xác đó chính là tăng sức mạnh nhá. Tăng sức mạnh đây là điều rất là tuyệt vời rồi anh em ơi. Anh em mơ ước tăng sức mạnh qua rất nhiều mùa và cuối cùng đó là trở thành hiện thực rồi. Vậy thì nó tăng cái gì? Đấy, thì đây là điều anh em rất là quan tâm. Thì trong clip này mình vẫn chủ yếu là trình bày các bạn về cái sự thay đổi của Nagroth này. Trang bị và ngọc thì anh em tham khảo thôi. Chứ trình đánh Nagroth của mình nó chỉ CC bình thường thôi anh em ơi. Bởi vì để đánh tốt vị tướng Nagroth thì chúng ta phải luyện tập thật nhiều. Và hầu như là sẽ luyện tập thường xuyên. Cái độ múa của anh em mới dẻo và mới mượt được. Chứ như mình lâu không múa hoặc là ít chơi ý, thì múa tất nhiên là không dẻo không mượt bằng các bạn được rồi anh em ơi. Và thế đây là mình không múa dìu có mắt thợ được. Rồi, chắc chắn là theo lát chết. Superman đẩy ông già về sau, cặp đôi ông già Ignis và theo lát luôn đi cùng nhau và chết đôi. Và hai mạng đấy này cũng thuộc về anh chàng thên của team mình cơ, với cái Excalibur, cái mạng quá đơn giản. Khi đi rừng thì anh em cố mang lợi thế về cho team bằng con rồng nhá. Ở team bạn có mâu thuẫn gì không biết nhở? Đừng phá trận nhá, mình đang làm clip. Trời ơi, thế này không vui đâu, đang muốn thông báo anh em tin vui nên là rất là vội. Rồi, và sự tăng trưởng sức mạnh của Nagroth là như thế nào? Đó chính là máu tăng trưởng theo cấp của Nagroth tăng lên từ 190,5 thành 211,5. Đó. Như vậy thì mỗi một cấp tăng lên, Nagroth so với phiên bản sau sẽ tăng phiên bản hiện tại là hơn 20 máu, chính xác là 21 máu anh em ơi. Như vậy ở level 15 sẽ tăng gần 300 máu so với phiên bản hiện tại. Quá tuyệt vời không anh em ơi. Hiện tại Nagroth vẫn là quá mỏng cánh đấy và theo lát chắc chắn chết. Anh chàng Superman này cứ thích đẩy anh em là xinh xinh thôi, giống mình quá. Hiện tại thì chúng ta chơi Nagroth đều có cảm giác là lấy kia thì khá là mỏng. Cái sự thay đổi này sẽ khiến Nagroth bớt mỏng hơn. 300 máu tối đa anh em đừng tưởng là ít đấy. Nó là con số không hề nhỏ đâu. Rồi, và tiếp theo đó là sự tăng trưởng sức mạnh cái chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai của Nagroth thì lấy kia lượng sát thương vật lý cơ bản tăng lên. Và lượng sát thương vật lý cộng thêm cũng tăng lên nha. Rất tuyệt vời, nhưng mình ăn hết mạng này. Hỗ trợ anh em hơi nhiều đấy. Và về Superman ơi, team mình có bộ đôi Batman và Superman gánh điên đảo luôn.
Rồi, chiêu cuối có một mạng từ Mac và một mạng từ Theo Lab. Quá là NZ em ơi. Đó chính vì sự cơ động này nên cái khả năng kết mạng đang lót này đó là vô cùng tốt. Đó, lỗi xíu đó các bạn. Tạt tí. Ôi, nó bị hút kìa. Nó sẽ chạy lên cho đây lên, đúng không? Rồi. Ông gái hít sâu quá, mình đánh em để anh nào vậy. Không chơi được giả. Chúng ta thì chơi với các em xanh tươi của các bạn đó là Vina và Theo Lát thôi. À, như vậy để mình nói rõ lại cái sự thay đổi chứng mạnh nha. Đó là máu tăng trưởng theo cấp tăng lên này. Và sát thương của chiêu thứ 2 tăng lên này. Quá tuyệt vời. Cái chỉ số sát thương một lý cộng thêm của chiêu 2 tăng từ 1 lần công lý thành 1,2 lần công lý nhé. Trời ơi, team bạn đã chửi nhau rồi. Thế là team mình chắc thắng rồi anh em ơi. À, không thấy bạn Mina phá game. Nhưng bạn Mina thì như là hơi đi lung tung một chút xíu đó. Và chết cũng hơi nhiều. Đấy. Ok, và trong clip này mình cũng nhân tiện trình bày các bạn cái lối trang bị cho vị tướng Nagrod. Thực ra vị tướng này có rất nhiều cái lối trang bị. Đây là cái lối trang bị cũng đã trình bày các bạn khá lâu rồi. Nhưng mà phiên bản này mình thấy cũng khá hợp lý đấy. Nên giới thiệu các bạn thôi. Ok, còn bản ngọc cho vị tướng Nagrod. Ấy, mắc đây, từ từ. Không đùa nha. Bằng ngọc cho vị tướng Nagrod thì ngọc đỏ anh em sẽ ép ngọc 1,6% tốc đánh và 0,5% tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím thì anh em sẽ ép ngọc 1,6% hút máu. Ngọc lục sẽ là công của lý và sinh giáp nhé. Đó là kiến thức về cái bằng ngọc và trang bị của mình muốn giới thiệu các bạn để các bạn tham khảo. Trang bị thì như mọi khi để bên dưới thôi. Còn người chơi Nagrod của mình thì thiên hướng về trợ team săn mạng và giao tranh nhiều hơn. Đấy, và tốc biến rất nhanh thì ông ta mít thì vẫn chết thôi. Lâu không múa nó thành ra là múa vẫn chưa ok là đâu em ơi. Có khi mình phải luyện lại tầm mấy trận nữa mới mượn được. Rồi, chiêu cố luôn. Một bé chết, hai bé chết. Ui, tại sao bạn ấy lại có thể xiên thấm như vậy? Superman trong phiên bản này giảm khá nhiều sức mạnh em ơi. Nó không cần bá đạo được như các phiên bản trước được nữa. Nhưng mà bạn Superman thì mình đánh rất tốt, gánh điên đảo. Gánh trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Rồi. Và ông già chết. Có mang truyền thuyết cho Lagrod và cái hết mạng rất nhanh. Rồi, Mark chạy đâu bạn ơi? Đánh Nagrod thì chúng ta sử dụng cái combo cơ bản thôi anh em ơi. Đó là chiêu 2, đó, xong đánh thường. Đó, hoặc là chiêu 2, xong chiêu 1 đánh thường rồi chiêu cuối luôn. Thì, sau khi dùng chiêu cuối xong thì anh em tiếp tục dùng chiêu 1 để truy sát hoặc bỏ chạy tùy tình huống nhé. Thường thì là rút về. Cái này combo đưa ra đưa vào nhịp nhàng. Đấy, rồi, rút về. Đấy anh em ơi, đã đưa vào. Trong phiên bản sau thì cái việc anh em lướt chiêu 2 cho anh em đánh thường sẽ tấm hơn rất nhiều trong phiên bản hiện tại nhá. Điều rất là tuyệt vời rồi. Mình cũng thông cảm lắm vì mình đi đơn rất là nhiều anh em ơi. Gặp phá game thì cũng rất nhiều. Ở trên này thì bạn mình thấy Mina không có phá mấy, chỉ hơi chết nhiều thôi. Đó, ê. Định giết anh chàng Batman của mình à, không được đâu cả ơi. Không được đâu Mark ơi. Rồi, Theo Lát chạy đây. Ê, bạn ấy cũng tốc biến cơ. Mình nhảy sang góc này để né cái sát thương trụ. Không ngờ là Theo Lát cũng tốc biến, thành ra là chiêu cuối vào không khí mất rồi. Ấy, lôi xíu. Rồi, truy sát này. Ông già đằng sau rất khó chịu. Rồi té thôi. Ông chơi bóng dài nít.
ông già anh ấy còn phun máu, không gần phun máu, mình còn xíu máu và tốc biến cũng rất nhanh. Cô đấy để mình vô chúng là sấp mặt nha. Không chơi bạn mắt nha. Cứ đợi mình ít máu là chiêu cuối tấn công, nhưng mà bắt được mình thì vô cùng khó. Ở đầu cuối anh em có thể đến giáp hộ mệnh của găng tay hắc kim thị nộ nhé. Và nếu ở trận đấu là team bạn mà sát thương phép nhiều thì anh em mình phải huân chương choi. Nói chung là đối thủ thì chúng ta phải lên tùy trận đấu thôi, chứ không thể lên trận nào cũng chơi trận nào. Và cái giáp hộ mệnh thì anh em trận nào cũng lên được. Một cái phép và một cái hồi sinh thì lúc nào cũng cần em ơi. Đó đây chú end game rồi anh em ơi. Không nhây nữa bởi vì lên game thì ông già đi cũng vô cùng khó chịu này. Còn Superman và Batman thì lên game mình thấy là cũng bốc hơi rất là nhanh. Có lẽ là Mina thì bạn bị mắng nhiều quá là không chơi được rồi. Dỗi rồi anh em ơi. Rồi nên cái dí sát thương của mình cơ. Mình có đánh bạn đâu nhở, lúc nào đứng sau đội hình mình có đánh đâu. Ok, như vậy đã ăn được 3 đường rồi và chắc chắn mình được thắng em ơi. Thắng trận này cũng không thấy hay cho lắm bởi vì team bạn một bạn thi đấu với phong cách là không được ok, đội hình nó không được cân anh em ơi. Ví dụ một bên thi đấu nghiêm túc, một bên thi đấu có một người không nghiêm túc thì nó sẽ mất hai đi. Ở đây thẳng anh em đi các bạn ơi. Đánh nhanh chứ không phải đánh thường đâu, nên nói chung là kết thúc càng nhanh càng tốt. Rồi thanh niên chạy đâu. Ok, ấy giờ mình còn hồi sinh nha. Ôi, chuyện cuối, chạy thôi. Ây, mắc, thôi tôi không đùa mắc ấy. Trời ơi, chưa hồi chiều 2. Rồi, hay quá. Đúng rồi, bắn luôn bạn ơi, đừng chạy làm gì. Uầy, tại sao bạn Superman lại nên cái món đồ là kiếm pha ly? Thế sức là gì? Ok, có khi là lính đã đẩy nát trụ rồi. Và video clip của mình đến đây là hết rồi. Xin chào anh em và các bạn trong những clip tiếp theo. Hiện tại mình có giới thiệu với các bạn app Hubo, ứng dụng để các bạn tìm những người bạn chơi cùng Lico Mobile và những người sẽ hướng dẫn các bạn chơi Lico Mobile giỏi hơn nhé. Hubo, huấn luyện viên eSports, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện, còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,